Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ đầu kéo sử dụng cái động cơ trước dành cho xe lăn. Các bạn cũng có thể sử dụng để làm xe scooter đầu kéo cũng được. Nó sẽ đơn giản cho cái việc làm khung ở phía đằng sau. Cái bộ này các bạn lưu ý nhé, có thể làm dùng đầu kéo xe lăn hoặc là làm xe scooter. Đường kính bánh ở đây thì chỉ có 30cm thôi. Và nó được tích hợp sẵn cả cái bộ phanh đĩa ở trên đấy rồi. Rất là đơn giản. Bộ cổ gấp và bộ ghi đông lái. Bộ này thì lắp ráp nên là cái càng này là nó có giảm sóc này. Ghi đông rất là đẹp. Có thể gấp xuống được này. Bi của cổ lái này thì sử dụng bi của cái dòng xe điện là 133S, cổ bi lớn. Các bạn có thể sử dụng cái ống thép các bạn làm cổ bi cũng được, hoặc là bên em sẽ cung cấp đi kèm theo. Đấy, cái cổ này là cổ gấp này. Đây là nó có cái khóa ở đây, các bạn mở khóa ra là bật cái này ra. Đấy là cái cổ nó sẽ gấp ra gấp vào được này. Và khi mình khóa lại thì mình kéo cái nhựa khóa để nó tránh cái cổ nó sẽ bị gập xuống. Trên là phần điều chỉnh độ cao thấp của ghi đông. Đấy là phần cột lái. Thằng này thì nó cũng sử dụng cái quả chám này để làm cái khóa cổ của cái thằng lái này, giống như xe đạp thôi. Đấy. Tiếp đến cái phần chính của cái bộ này chính là cái bộ động cơ này. Đây, cái bộ động cơ này thì nó có hai loại, loại 24V và loại 36V. Đấy, có phanh đĩa này. Và các bạn về cái phanh này thì sử dụng cái tay thắng bình thường thôi. Đây là một số kích thước này. Đây là đường kính bánh là 30cm này. Cổ này là 45 này. Ghi đông này là 50 này. Đây có cái ốc khóa này. Bye.